Thưa quý vị, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tổ chức giám sát nhiều nội dung chuyên đề, trong đó giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên theo quy định số 124 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, được xác định là nội dung quan trọng nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đây là buổi làm việc do đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố với Đảng ủy phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà về kết quả thực hiện quy định số 124 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quy định số 06 của Thành ủy Đà Nẵng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị xã hội thành phố và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. Trên cơ sở quy định số 124 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy phường Phước Mỹ đã chia sẻ, trao đổi một cách thẳng thắn với đoàn giám sát về những ưu khuyết điểm của bản thân trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân, từ đó xác định rõ hơn vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu. Về đây là tháng 12 năm 2021 đến nay, thì nó thật là ở đâu mình cũng phải cố gắng thực hiện thật tốt cái vai trò trách nhiệm. Và bản thân thì phải thực hiện đúng đắn, nói gương mẫu trong sáng như tấm gương thì mình không dám nói, nhưng mà luôn luôn giữ gìn để đừng có cái vi phạm một cái điều tiếng gì hết, hay là cái bất cập gì mà họ thấy là không được ở người lãnh đạo địa phương. Thì đối với bản thân thì khuyết điểm là nó thật là có nhiều lúc là cũng chưa sâu sắc, lan lộn với phong trào, với cơ sở đi xuống để tìm hiểu từng cái vấn đề khó khăn vướng mắc của địa phương. Địa phương mặc dù không có nhiều cái gai góc, không nhiều cái khó khăn, nhưng mà phải thường xuyên đến để tìm hiểu cặn kẽ, để nắm bắt những vấn đề của nhân dân phản ánh, là bí thư đảng ủy cá nhân tôi phải dành thời gian nhiều hơn, rồi phải đến những cán bộ, những đảng viên, những người đã xây dựng cái đảng bộ này để hiểu thêm cái truyền thống lịch sử, văn hóa, để nắm thêm cái tình hình của người dân, tâm tư nguyện vọng của người dân, là cái này, cái việc này là bí thư chưa thực hiện tốt, tự nhận như thấy như thế. Là hoạt động mang tính đặc thù, mang tính nhân dân. Chính vì vậy, những buổi giám sát của mặt trận được tổ chức trong thời gian qua được xem là hoạt động quan trọng nhằm ngăn ngừa nguy cơ suy thoái trong đảng. Đồng thời, mặt trận cũng phát huy vai trò cầu nối để tổng hợp các kiến nghị đến cơ quan thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. Trong giám sát chuyên đề thì năm nay thì theo yêu cầu chung của Ban Thường vụ Thành ủy thì chú trọng đi vào giám sát các cá nhân, người đứng đầu. Giám sát của mặt trận thì như thế nào? Thì nó cũng giống như giám sát của đảng, tuy nhiên nó khác thêm một tí, đó là qua cái việc giám sát này thì chủ yếu là chúng tôi muốn về cơ sở để trên cơ sở các công việc của các đồng chí, kết quả của các đồng chí làm trong quá trình triển khai thực hiện quy định 124 cũng như quy định 06 thì trách nhiệm của từng cá nhân các đồng chí trong việc tu dưỡng rèn luyện thì trong quá trình triển khai thực hiện chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn vướng mắc, thì muốn lắng nghe cơ sở là có những khó khăn vướng mắc nào thì chúng ta cũng trao đổi, và trong thực tiễn, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thì chúng ta cũng chắc chắn sẽ gặp nhiều cái vướng cần phải có kiến nghị. Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng và then chốt của Đảng, Nhà nước. Cùng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, thì công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên cũng là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, trong thời gian đến, vai trò giám sát của mặt trận cần được phát huy, cần tiếp tục đề xuất các nội dung, phương pháp phù hợp để đấu tranh, phòng ngừa các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa của cán bộ, đảng viên để xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.